Kính thưa quý vị, mưa và thời tiết lạnh làm chậm quá trình di trú của bướm vua, tin từ Mễ Tây Cơ. Mùa di trú của loài bướm vua đã bắt đầu xuất hiện tại một khu sinh quyển ở tiểu bang Michoacán, nằm ở trung tâm Mễ Tây Cơ. Đây là một cảnh tượng tuyệt đẹp diễn ra thường niên thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách và người dân địa phương cũng như cả các nhà khoa học. Tuy nhiên thì số lượng bướm vua xuất hiện trong mùa di trú của năm nay đã giảm khá nhiều so với dự kiến trước đó. Theo nhà sinh vật học Philip Martinez, phó giám đốc của khu dự trữ sinh quyển bướm vua cho biết, số lượng bướm xuất hiện đã bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh và mưa bão đang hoành hành ở Mễ Tây Cơ. Loài bướm vua ở Mễ Tây Cơ hiện đang giảm dần về số lượng. Vào tháng 12 năm 2012, thì các nhà sinh vật học tại khu dự trữ sinh quyển đã phát hiện ra rằng số lượng bướm vua xuất hiện chỉ chiếm một diện tích ít hơn 59% so với năm 2011, một con số thống kê thấp nhất từng được ghi nhận trong suốt 20 năm qua. Sự sụt giảm về số lượng bướm vua có thể là do sự biến mất của cỏ bông tai, một giống thực vật cực kỳ quan trọng đối với các loài côn trùng, đặc biệt là trong thời tiết mưa gió và giá lạnh. Trong khoảng thời gian theo dõi từ năm 2011 tới năm 2012, các đàn bướm vua chỉ còn chiếm khoảng 2.89 hecta đất, giảm gần một nửa so với 4 hecta của những năm trước. Theo ông Martinez cho biết, thì hiện vẫn đang là thời kỳ đầu của mùa di trú và số lượng bướm vua sẽ có thể khôi phục vào khoảng tháng 3 sang năm. Vào năm 2000, thì Mễ Tây Cơ đã thành lập một khu bảo tồn rộng 56.000 hecta được dành riêng cho các loài bướm ở Michoacán và một phần của State of Mễ Tây Cơ. Theo nhiều nhà khoa học cho hay, thì nguyên nhân gây ra sự biến đổi khí hậu gần đây chính là khí nhà kính, bao gồm cả khí carbon công nghiệp. Khu rừng cổ xưa mà loài bướm vua sinh sống cũng là nơi mà 132 loài chim, 56 loài thú và 423 loài thực vật cùng phát triển. Đây là một hệ sinh quyển vô cùng độc đáo, tạo ra nguồn nước sạch cung cấp cho hàng trăm ngàn người dân sinh sống trong khu vực.